Trên thị trường hàng hóa, chỉ số thể hiện sự biến động của 21 mặt hàng đang được giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã có tuần giảm đầu tiên, sau chuỗi 10 tuần tăng liên tiếp trước đó. Cụ thể, MXV Index đóng cửa giảm 2,5%, xuống mức 1.547,89 điểm, phản ánh xu hướng giảm nói chung trên thị trường hàng hóa thế giới. Chi tiết về thị trường, mời quý vị đến với phân tích của biên tập viên Huy Hòa Vâng, thị trường hàng hóa điều chỉnh giảm sau chuỗi tăng liên tục trong hơn 2 tháng qua khiến tâm lý chung của các nhà tư từ Việt Nam là đang chờ đợi các sóng tiếp theo trước khi tiếp tục bơm tiền vào với thị trường. Thị trường hàng hóa thế giới đang giao dịch sôi động cả ở 4 nhóm mặt hàng trong tuần trước. Trong nhóm nông sản đáng chú ý nhất là khô đậu tương tăng 2,4% lên mức là 349,6 đô la Mỹ một tấn. Đây là mặt hàng mà Việt Nam là nước nhập khẩu lớn thứ hai trên thế giới, là loại nguyên liệu chính cung cấp protein cho thức ăn chăn nuôi tại nước ta. Mỗi năm, Việt Nam nhập khẩu trên 5 triệu tấn khô đậu tương, nên việc giá tăng mặt hàng này trên sàn giao dịch Chicago của Mỹ CBOT sẽ ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận và hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước. Chuyển sang nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá cà phê Arabica và cao su RSS3 đều chứng kiến mức tăng mạnh hơn 6%, nhưng mà giá đường thô lại có mức giảm hơn 5%, xuống còn 263 đô la Mỹ một tấn khi nhu cầu bị giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Còn trên thị trường kim loại thì giá bạc và bạch kim cũng giảm mạnh quanh mức là 4%, nhưng bù lại giá quặng sắt thì tăng trên 5,5% lên mức 122,97 đô la Mỹ một tấn, giúp cho thị trường này nhìn chung chỉ bị giảm nhẹ khi đóng tuần đóng cửa tuần trước. Trong số 4 mặt hàng đang giao dịch tại MXV, các mặt hàng năng lượng chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất trong tuần qua và chỉ số MXV Index đã tăng giảm à, đã đã giảm lượng mạnh là 4,9% xuống còn hơn 1 4, 400 điểm. Trong đó thì giá dầu thô WTI giảm 7,4% xuống mức là 39,77 đô la một thùng và dầu thô Brand giảm 6,8% xuống mức là còn hơn 42 đô la một thùng. Vì sao Các sự giảm mạnh ở thị trường dầu thô nói riêng và năng lượng nói chung? Ngay sau đây là những phân tích từ ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Trung tâm Tin tức thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Trong tuần qua thì có hai thông tin chính đã gây sức ép lên giá dầu. Đó là nhu cầu dầu thô tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 8 bị giảm mạnh 4,1%, xuống chỉ còn 8,8 triệu thùng. Đồng thời thì tồn kho nhiên liệu lọc dầu mức độ trung bình tại khu vực châu Á đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 9 năm qua. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu dầu thô cho hoạt động lọc dầu đang bị giảm sút. Nguyên nhân thứ hai đó là báo cáo tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ ở mức 8,4%. Mặc dù con số này thấp hơn mức 9,8% trong dự báo của giới phân tích, có thể tạm coi là số liệu mang tính tích cực với nền kinh tế nói chung. Nhưng mà các chuyên gia lại cho rằng là tốc độ phục hồi của nền kinh tế vẫn rất là chậm, sẽ không hỗ trợ được giá dầu trong khi lại làm giảm khả năng các chính phủ sẽ tung ra các gói kích thích kinh tế mới. Các thông tin này vẫn sẽ có những cái tác động tiêu cực lên giá dầu trong ngắn hạn và giá dầu thô thế giới sẽ chỉ giao dịch ở quanh vùng 40 đô la Mỹ trên một thùng trong thời gian tới. Vâng, quay trở lại với thị trường hàng hóa thì trong tuần này, sự chú ý của nhà đầu tư Việt Nam sẽ quay trở lại tập trung vào thị trường nông sản khi mà Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ phát hành báo cáo cung cầu thế giới hàng tháng vào lúc 23 giờ thứ 6, 11 tháng 9 tới đây. Đây là báo cáo phản ánh các số liệu rất quan trọng về cung cầu của các loại nông sản tại Mỹ và thế giới giá các mặt hàng nông sản thường sẽ có biến động rất mạnh sau báo cáo này với biên độ dao động từ 2 đến 3%. Cá biệt, có những thời điểm có thể tăng đến trên 5% chỉ vài phút sau thời điểm báo cáo được phát hành. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Huy Hoàng với những phân tích vừa rồi. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trường ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.